Ngồi xuống. Chào anh em nhá. Chào anh em đến với kênh Udemy của shop bán phụ kiện đồ chơi nhé, shop bán hàng online. Thì các bác mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại của shop ở trên màn hình. Hàng sẽ được ship COD đến tận nhà cho các bác. Shop bán hàng trên video thực tế. Thì bây giờ hôm nay là video này giới thiệu cho các bác về cái bơm máy cao áp. Thì cái này là một số các bác đã biết rồi, nhưng một số các bác mới chơi, nhiều khi cũng chưa cập nhật được. Thì các bác là thông cảm là shop bán hàng online này theo cái cảnh gọi là làm dâu trăm họ. Mình phải phục vụ tất cả các bác, tất cả các anh em biết rồi thì xem tham khảo, còn để dành cho anh em chưa biết xem để cập nhật thêm, để biết thêm. Thì đây là một cái bơm máy cao áp. Bơm máy cao áp có nghĩa là nó chạy bằng máy, nó chạy bằng điện 220V. Đấy, bơm máy này nó tự chạy ấy, không cần phải dùng đến tay ấy. Bơm máy cao áp là sức nén của nó là nén cao áp, nó nén tối đa lên tới tận 500-600 cân. Đây, nếu mà căn cứ theo đồng hồ này, theo đồng hồ này lên tới tận 600 cân này. Thế nhưng mà anh em mình thì là chỉ dùng cái mức khoảng 300 cân cũng là hết cỡ rồi. Đấy, 300 cân cũng là đã lắm rồi. Thì bây giờ trên cái này nó có những cái viền báo cho các bác này. 10, 20, 30 này. Các bác căn cứ theo cái vạch trong rồi này. Đấy, căn cứ theo vạch trong rồi nhá. Thì bình thường anh em nên bơm khoảng 250 tới 300 kg là ok. Thế còn bơm quá mức thì cái bình ấy, cái bình của anh em ấy, bình dạng ống hay bình dạng chai ấy, bình carbon hay bình nhôm ấy thì nó sẽ không đảm bảo cái mức an toàn. Và thứ hai nữa là với cái mức 250 300 kg là mình chơi vô tư rồi. Thì nó là một cái thiết bị máy, nó chạy nó sẽ sản sinh ra hơi để nó nén lên cao áp, để nén vào cái bình nén khí cho mình dùng PCP đấy. Thì đây là cái máy ở trong hộp tôi mới bỏ ra. Thì khi các bác mua về các bác dùng, tôi sẽ hướng dẫn cho các bác kỹ càng một chút để các bác mới chơi các bác nắm được. Điều cơ bản đầu tiên là các bác phải tháo cái nắp dầu ra này. Đấy, tháo nắp dầu ra. Đấy, và các bác xoáy con ốc thông hơi để nào. Thì để khi nó bơm ấy, hơi nó sẽ dội, nó hút từ trên xuống cái lốc máy, nó thổi ra ngoài, nó có đường nó thoát. Thì các bác mà không xoáy cái ốc thông hơi để vào mà nó bị bí cái lỗ này, nó không thoát được, thì hơi nó sẽ ém vào trong này, nó sẽ phá ra ngoài và sẽ nổ cái lốc máy này luôn. Anh em đã bị nổ rất là nhiều, anh em không để ý, không biết đã bị nổ rất là nhiều nhé các bác nhé. Và cái máy này nó bôi trơn bằng dầu, trong này nó có dầu sẵn rồi, dầu sẵn theo cái mức mắt này này, theo mắt này các bác nhìn này, nó sẽ dầu sẵn rồi. Khi nào hết thì các bác sẽ thay nó bằng cái dầu của xe máy là được, dầu bôi trơn của xe máy là được nhé. Hai cái ống này là hai ống dẫn dây tiêu nên để làm mát. Thì bây giờ cái dây mà ống dẫn nước bơm nước vào ấy, bơm nước vào thì các bác nên lắp xuống lỗ dưới, mang lắp xuống lỗ dưới. Thế để lắp được cái này thì các bác thò cắm vào đây, sau đó mình ấn cái nong đen xanh lún xuống, sau mình đủn xong ống này sâu vào kịch từ trong nữa, mình nhả ra thì nong đen này là sẽ đẩy ra, nó sẽ tạo thành cái khóa để cho nó kín nước cho mình. Thì đây là cái máy bơm nước này, để lưu ý cho các bác cái máy bơm nước. Các bác lấy ra này, ở phía trong này này nó sẽ có một cái ắc nhựa này, đây có một cái ắc nhựa này. Thì các bác lưu ý đừng làm mất ắc nhựa này. Ắc nhựa này các bác cắm vào cái máy thì nó mới chuyển ra cái nón nhỏ để cho các bác cắm vào ống tiêu được. Các bác cắm ống tiêu thì cái này là sẽ là bơm nước nên là mát. Thì các bác muốn là mát tốt thì các bác nên bỏ thêm đá vào trong nước để cho nó làm lạnh nhanh, cho làm lạnh nhanh nhé. Đấy. Thì còn đường tháo nước ra thì các bác cắm cái dây tiêu lên ống trên này, tương tự như vậy, ấn nong đen xanh này vào, ấn sâu vào xong nhả ra nong đen xanh này, khóa lại nha các bác. Nó khóa vừa vừa tầm thôi này, nhưng mà nó kín rồi, không bị xì nước nữa. Là đường xả, đường hút vào thì các bác để xuống ống dưới, đường xả này để ống trên, để cho nó nước nó bơm vào trong này này, nó sẽ tràn từ dưới lên trên, nó dâng lên trên này. Thì trong cái khoang trống trong này lúc nào nó cũng có đầy nước thì độ làm mát nó sẽ tốt hơn. Thế nếu mà các bác bơm cái ống mà bơm nước vào ấy, các bác thổi vào ống trên này thì có nghĩa là nước từ trên dội tuẹt xuống dưới chảy ra ngoài luôn, là cái khả năng làm mát nó kém đi nhé, trôi tuẹt vào đây phát nó trôi ra ngoài luôn, là khả năng làm mát nó kém đi. Thế là các bác cắm ống dưới này là nó bơm đầy nước ở trong này, nó bồi lên trên này nó mới tràn ra ngoài, thì khả năng làm mát nó sẽ tốt hơn. Đấy là cơ bản như vậy. Thì bây giờ nó là một cái thiết bị máy, nó muốn nén cao áp được. Đây là cái dây bơm này, cái dây bơm này thì là mấy cái lô hàng mới này nó có thêm cho mình cái cục lọc ẩm. Cục lọc ẩm thì các bác và các bác tháo cái đầu bơm này ra, lấy cả đây một lết tháo ra, xoáy đầu bơm này vào đây và cái ốc thò sẵn này rồi. Thế bên này các bác cho nong đen nhựa vào và xoáy dây bơm vào thì sẽ được cái dây bơm có lọc ẩm. Dây bơm là sẽ xoáy vào trong này. Các bác để ý ở trong này nó sẽ có cái nong đen nhựa. Đấy, nó hai phần cứng xoáy vào với nhau,
thì phải có phần nhựa giữa ở màn nó ép lại thì nó mới kín hơi được, chứ còn nếu không là nó sẽ không có kín hơi được đâu nhá. Thì các bác để ý nếu mà lâu ngày các bác xoáy ép quá cái nhựa này nó tòe ra này, là cái lỗ xả hơi nó bị bé, thì khi đấy là các bác phải lấy sắt nóng ấy, các bác móc nó ra và các bác thay cái lon nhựa khác vào nhá. Đấy là cái dây bơm. Thế còn cái ốc này ấy, gọi là ốc xả hơi. Ốc xả hơi có nghĩa là khi các bác bắt cái này vào trong van một chiều ở trên bình để các bác bơm chẳng hạn như này, thì các bác bơm nó lên thì hơi ở trong dây này, ở trong máy nó thổi ra dây, nó thổi qua van một chiều để nó đẩy qua van một chiều nó vào bình. Thì khi các bác dừng lại ấy, là hơi nó căng, các bác không thể lấy dây ra được, thì lúc đấy các bác phải xả này ra các bác mới lấy được. Nhưng mà tôi hướng dẫn luôn cho các bác cách dùng chuẩn nhất. Cách dùng chuẩn nhất là các bác trước khi bật khởi động máy là áp này phải ở số 0. Có nghĩa là các bác xả ốc ra. Trong hệ thống này là không có áp, là cái máy nó hoạt động từ điểm 0, từ điểm nhẹ nhất nó khởi động lên thì nó sẽ nhẹ nhàng, chứ nó không bị hại biên. Thế khi các bác trước khi tắt máy thì các bác cũng xả này ra. Xả ra là để cái hệ thống áp ở trong đường ống này nó sẽ xì hết ra ngoài. Thế còn cái hơi ở trong bình ấy thì nó có van một chiều nó chặn lại rồi. Nếu nó chặn rồi nó không có xì được. Thì xì nó các bác tháo hơi ra như vậy trước khi tắt máy ấy, là cái máy nó sẽ chạy trơn. Nó chạy trơn nhẹ nhàng vậy thôi. Thì các bác tắt máy đi thì nó êm ái nhẹ nhàng. Thế còn các bác mà đang chạy lên mức 250 kg hay 300 kg, các bác tắt cực một phát là coi như máy nó giật cục. Nó giật nhảy nhốm cái máy luôn. Thì nó rất là hại cho biên, hại cho bít tông, hại cho xi măng, nói chung hại đủ kiểu luôn đấy. Thì các bác lưu ý kỹ trước khi tắt máy là xả ốc phải ra. Đấy, xả ốc phải ra. Ở trên đỉnh này nó có một cái lon đen gọi là lon đen chống nổ. Thì khi mà các bác có quên, các bác không kịp tắt nó lên tới quá 300 kg chẳng hạn, thì cái lon đen này nó sẽ nổ trước để cho hơi nó xì ra ở điểm này để nó bảo vệ cho các dây bơm để bảo vệ cho bình không bị nổ. Thì lon đen nó nổ là chính là lon đen đồng rồi này. Đấy, ở trong gói phụ kiện là sẽ có nhé, trong gói phụ kiện sẽ có. Thì để tháo được cái lon đen đó thì các bác lấy cái mỏ lết giữ con ốc dưới, xoáy cái ốc trên ra, lon đen nó sẽ nằm ở đó rồi. Đấy, đây đồng hồ báo nhiệt này. Thì các bác đồng hồ báo nhiệt này các bác chú ý là lên căn cho nó khoảng 55 độ C đổ xuống thôi. Các bác đừng cho nó hơn, cho hơn thì nó không tốt tại vì nó sẽ nhanh hỏng phốt. Cái này là cái báo cảm biến nhiệt độ ấy của đồng hồ đấy, thì các bác phải cắm nó vào đầu bò này. Cắm vào cái lỗ đầu bò này thì nó mới cảm biến được chuẩn nhá. Thì có điểm chú ý nữa là phía bên này gọi là cái cục lọc ẩm. Cục lọc ẩm ở trên đấy nhá các bác nhá. Cục lọc ẩm ở trên bơm. Đấy. Thế cái này gọi là cục lọc ẩm trên bơm này. Thì lâu ngày các bác dùng, các bác xả đây ra một cái thì nó đang có hơi căng, nó sẽ phì những cái nước cái bẩn ra. Đấy, phì cái nước cái bẩn ra nhé. Dưới này là có một cái gọi là cái automat này. Cái này thì tôi cũng chưa nghiên cứu kỹ được tác dụng của nó, nhưng nó là cái automat. Nhưng mà nhiều khi nó bị tình trạng gọi là sốc điện thì chẳng hạn đấy, nó tịt nó không chạy nữa, rồi nó không có điện vào ấy, thì các bác sẽ ấn vào cái này thì nó sẽ lại được, nó sẽ được lại nhé. Đây, đấy. Và lưu ý thêm cho các bác nữa, cái con ốc xả này, con ốc xả hai bên này là mình xoáy vào mình chỉ xoáy bằng tay thôi, đừng có xoáy bằng bằng kìm, tại vì cái cơ cấu của nó là phía trong ấy nó có một cái lon đen nhựa giống như này này. Đấy. Thì các bác xoáy cái này vào nó húc cái đầu hỏa tiễn này vào cái lỗ nhựa này để giúp cho kín hơn, là gì vừa tay mình thôi. Còn bác lấy kìm bác sẽ cố, nó chui cố nó húc thủng cái này luôn, là thành hở luôn đấy, thành hỏng luôn đấy nhá. Đấy, lưu ý kỹ cho các bác như vậy. Thì đây là một số cái kiến thức về cái bơm máy cao áp và giới thiệu cho các bác về cái bơm máy cao áp thực tế mà shop đang bán. Cái mẫu này là mẫu gọi là con hổ, con sói giá rẻ, nổ nó hơi to một chút nhưng mà bơm nó rất là khỏe. Ưu điểm của nó là nhiều phụ kiện thay thế. Phụ kiện là cái gói này này. Đấy, đủ các thứ này. Thì cái này là nó sẽ có phốt để các bác thay thế này. Cái phốt là phốt ở trong cái nén cao áp ở trong này, trên đỉnh cái ti ấy, trong nén tầng cao áp ấy. Thì nếu mà hỏng thì các bác sẽ có cái gói phụ kiện để các bác thay thế. Có gói phụ kiện mới nó có đủ hết như gói phụ kiện thay thế. Nó sẽ có đủ mới giống như cái gói đi theo bơm này, đầy đủ hết cho các bác nhé. Đây là thì đây là thực tế cái bơm mới, bơm nhập khẩu đủ hết các đồ cho các bác. Thì đấy là qua một cái đoạn clip tương đối dài một chút thì các bác cố gắng theo dõi để các bác nắm được về cái bơm máy cao áp và nắm được hình thức mua hàng. Thì các bác liên hệ trực tiếp với lại shop. Cái bơm này thì là
Nó là đồ thiết bị máy móc, shop sẽ có bảo hành cho các bác khoảng 20 ngày đầu. Gọi là 20 ngày đầu dùng ổn định, thế còn trong quá trình dùng thì của bền tại người. Các bác chịu khó giữ gìn thì nó rất là bền. Còn các bác không biết cách dùng, không giữ gìn thì nó không thể bền được. Cái đó là gọi là của bền tại người nhé. Chỉ bảo hành cho khoảng 20 ngày đầu thời gian dùng thôi. Thời gian đầu dùng ổn định thôi. À, rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi. Mong nhận được sự ủng hộ của anh em nhé. Các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhà shop này. Thế rồi có anh em bạn bè nào mà đang muốn mua cái này mà chưa biết về cái bơm có bác như nào thì các bác vui lòng chia sẻ cái đường link clip cho anh em bạn bè của mình để tham khảo, để nắm được về cái bơm này kỹ hơn. Nhiều clip sau tôi sẽ chia sẻ về những cái cách sửa chữa hay cách dùng, thì mời các bác theo dõi thêm. Rồi xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé.